Thấy bà vợ ở nhà suốt ngày chùi rửa nên ông chồng mình đã sắm ngay cho mình một chiếc chổi điện thông minh. Thấy ông ấy bảo là thông minh nhưng không biết có vẻ thật hay không, để mình unbox cho các mẹ xem nhé. Đây là một em chổi cọ sàn của hãng Ohela Hàn Quốc, khá là uy tín. Mình mua em ấy với giá khoảng hơn 2 triệu. Bên trong có hai cái cán chổi cầm khá là đầm tay, có cả ba cái đầu cọ khác nhau dùng cho các mặt phẳng và các mục đích chùi rửa khác nhau. Một em chuyên để cọ mặt phẳng, một em chuyên cọ ngóc ngách và một em chuyên để cọ thảm. Còn đây là cái chụp xoay để lắp các đầu cọ vào và cái dây sạc điện. Mình sẽ lắp thử hai cái cán chổi trước nhé. Lắp xong được một cái cán chổi khá dài khoảng 1 mét. Như vậy khi cọ toilet thì cũng không cần ngồi xuống hay cúi xuống đỡ đau lưng. Mình thấy khá là phù hợp cho gia đình nào có ông bà. Còn giờ mình sẽ thử cái đầu cọ quốc dân này nhé. Lắp xong cái chổi cầm lên thấy khá là đầm tay và cái nút bấm rất là nhạy. Lực xoay của chổi cũng khá là mạnh. Cùng thử đi cọ toilet xem sao. Uầy, cái lực xoay này đỉnh đấy các mẹ ạ. Và điều mình ưng nhất là em cọ này không bị bám dính tóc vào. Thật sự là quá tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ cho cái tay cầm ngắn lại để thử trà lên tường xem. Tường nhà tắm nhà mình màu trắng nên cũng rất là dễ bám bẩn. Mỗi lần cọ tường cũng thấy hết hơi luôn. May quá đã có em chổi điện này cứu giá rồi. Các mẹ đã dùng chưa? Comment cho mình biết nhé.